sáng trở lên cái điểm này câu nữa coi, đi vòng 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 tới lui xuôi ngược cũng có mấy điểm, có điểm nào có cá thì cứ lại đó câu thôi à. Đây, mời câu đi, mời câu FC đây. Ngoài này mình có bán nè, năm nay 20 là shop nó nghỉ nhận hàng rồi. Các cô cậu nào có cần mua thì giữ chữ mua trước đi, trước vậy chừng 5-10 bữa đi. Chứ năm nay thì 20 bữa 20 là nó không bán shop, nó không có vận chuyển nữa, nó nghỉ nhận hàng rồi. Mình cũng chọn gọi liền với điện với mớ xính rồi. Đây cũng còn trộn, đây cũng còn cục nè, điện dưới đó không mớ rồi đó, ngay đó đó điện trước cũng như mấy clip trước thôi. Mồi này cũng vừa câu vừa xả luôn chứ không có gì hết, không có trộn pha thêm gì chứ á. Thôi để chuẩn bị xuống cần coi. Đây mới xuống là đụng đụng hàng này, lên được em chép nè, quá im không. Chép này cũng cỡ 800 gram nhỏ lên. Nhấp nhấp thế này ơi. Phi nhấp nhấp. Chìm. Chạy đâu, chạy đâu. Nhục phi. Hay hả bự, hay hả bự. Chim con. Rồi thả đi. Nhấp nhấp nè. Trời ơi. Cá linh. Cái gì á, giật giật nè. Bụt
Phú Y. Chạy đâu? Chạy đâu hai em? Cá dẫn Thank you.
dẫn. Nhấp lại gục vị. Tiếp tục lại là rô phi. Trời ơi, giật mê ly vậy. Chim. Thank you.
rảnh. Chị ảnh to à. Rồi có cái quyển nhấp nhấp hả mày, được đi. Đây thành quả được mớ cá gì đây, câu buổi sáng được mớ gì ăn, được gục phi yên, còn cá chép cá cũng được 2-3 kg gì đó, nhiêu đây vừa ăn được rồi. Thôi mình cũng kết thúc video này luôn, hẹn cả nhà video tiếp theo.